Kính chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 3 tháng 11 năm 2023 sẽ có các tin tức đáng chú ý sau đây. Nhiều vấn đề nóng được đại biểu Quốc hội đề cập tại phiên thảo luận về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Đồng Nai cần sớm hoàn thành đề án trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tại sân bay Long Thành. Dự án đường ven sông Đồng Nai ở phường Bửu Long, đơn vị thi công ngóng bàn giao mặt bằng. Phần tin thế giới. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay trở lại Trung Đông có cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Triều Tiên chỉ trích Mỹ vì vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman 3 gần đây, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả những hành động khiêu khích. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo chương trình kỳ họp thứ 6, hôm nay Quốc hội dành trọn vẹn một ngày để thảo luận tại hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi. Đây là một dự án luật có tác động rất lớn tới sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống người dân. Được chính thức khởi động từ cách đây 3 năm, dự án luật đất đai sửa đổi đã được xây dựng hết sức công phu kể từ quá trình tổng kết thi hành, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cử tri và nhân dân. Đây là lần thứ ba và cũng là lần cuối Quốc hội xem xét cho ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Trước đó, dự thảo luật đã được xem xét qua hai kỳ họp thứ tư và thứ năm, Quốc hội khóa 15. Dự kiến ngày 29 tháng 11, đợt 2 của kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự thảo luật quan trọng này. Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật đất đai sửa đổi. Vấn đề được các đại biểu quan tâm là cần đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trong tiếp cận nguồn đất đai. Hiện dự thảo luật thiết kế 3 phương án liên quan đến điều kiện đối với cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi nhận chuyển nhượng đất trồng lúa. Phương án 1 phải thành lập tổ chức kinh tế và có phương án sử dụng đất trồng lúa trong mọi trường hợp. Phương án 2 không giới hạn về điều kiện. Phương án 3 phải thành lập tổ chức kinh tế và có phương án sử dụng đất trồng lúa khi cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng đất trồng lúa quá hạn mức theo quy định. Đại biểu Đỗ Thị Việt Hà cho rằng nên quy định theo phương án 2, từ đó bảo đảm thực hiện đúng chủ trương tại nghị quyết 18 của Trung ương. Quy định theo phương án này sẽ bảo đảm thực hiện đúng chủ trương tại nghị quyết 18 của Trung ương cũng đã nêu rất rõ là mở rộng đối tượng, hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng vùng, từng địa phương với việc chuyển đổi nghề, việc làm, lao động ở nông thôn. Nếu quy định thành lập tổ chức kinh tế có thể sẽ làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, tăng chi phí tuân thủ pháp luật nhưng không thay đổi về bản chất việc nhận chuyển nhượng đất trồng lúa. Và mặt khác thì dự thảo luật này cũng đã có những quy định về chế độ sử dụng đất trồng lúa. Trong đó thì người sử dụng đất phải đảm bảo tuân thủ các quy định về việc sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả, không để hoang hóa và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Trên thực tế đó, là chúng ta thấy là nhiều trường hợp không phải sản xuất nông nghiệp nhưng vẫn có nhu cầu sử dụng đất trồng lúa, ví dụ như mua đất nông nghiệp, đất trồng lúa để sản xuất lúa, để cho tiêu dùng của gia đình. Thì cái này chúng ta không nên giới hạn quyền, không nên hạn chế cái quyền này, vì chúng ta chủ yếu là cái việc này là chúng ta quản lý thôi, quản lý mục đích sử dụng thôi. Chứ chúng ta không nên hạn chế cái quyền của công dân trong tiếp cận cái nguồn lực đất đai. Có quan điểm khác, đại biểu Nguyễn Hữu Chính nghiêng về phương án 1 và đề nghị đối với đất trồng lúa thì cá nhân phải thành lập tổ chức kèm theo phương án sử dụng đất tích tụ. Quy định cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp phải thành lập tổ chức kinh tế và có phương án sử dụng đất trồng lúa theo quy định sẽ đảm bảo cho công tác quản lý đất trồng lúa của nhà nước nghiêm ngặt và chặt chẽ, tránh trường hợp cá nhân trục lợi thu gom đất nhằm tích trữ đầu cơ tạo thị trường ảo ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Hiện vấn đề này cũng đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu. Cũng có đại biểu chọn phương án 3 vì cho rằng phương án này sẽ hạn chế được việc thu gom đất, giữ được đất lúa cho địa phương vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Cùng với việc đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trong tiếp cận nguồn đất đai, các đại biểu cũng quan tâm đến việc cần xác định cụ thể trong luật các phương pháp định giá đất cho từng loại đất để chính phủ có cơ sở hướng dẫn thực hiện. Một trong những vướng mắc cần giải quyết trong thực tế để đảm bảo công bằng trong công tác bồi thường khi thu hồi đất là phương pháp định giá đất phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi của người có đất bị thu hồi. Đại biểu đề nghị cần quy định cụ thể phương pháp định giá đất phù hợp với từng loại đất trong luật. Đất ở là gắn với bất động sản, gắn với cái quyền tài sản thiêng liêng của cái người mà được giao đất. Cho nên ấy,
là phải áp dụng cái phương pháp so sánh thị trường, hoặc là đất sản xuất thì chúng ta phải lấy phương pháp gọi là phương pháp thu nhập kết hợp với phương pháp khấu trừ. Trong đó phương pháp thu nhập là phương pháp chính. Hay là đất chuyên dụng thì lấy phương pháp khấu trừ có thể kết hợp với phương pháp thu nhập. Thì tôi nghĩ là nếu xác định được trong luật những nguyên tắc đấy thì chính phủ có cơ sở để hướng dẫn. Lấy ví dụ thực tế cùng một khu đất với mỗi phương án định giá, mỗi tổ chức định giá cho ra giá khác nhau. Đại biểu đề nghị cần làm rõ các quy định để đảm bảo giá đất sát với thị trường, đảm bảo quyền lợi của người có đất bị thu hồi. Thì đã xảy ra tình trạng cùng một khu đất, mỗi phương pháp xác định giá đất và mỗi đơn vị tư vấn khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau. Và để tránh rủi ro về mặt pháp lý cho các cơ quan định giá, thẩm định giá đất và phê duyệt giá đất, tôi đề nghị ban soạn thảo cân nhắc nội dung tại khoản 5 điều 162 và của dự án luật cần giao cho chính phủ quy định hướng dẫn chi tiết để thực hiện. Nhiều đại biểu cũng cho rằng đảm bảo công bằng trong công tác bồi thường trước tiên cần xác định cụ thể các trường hợp thu hồi đất và cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất. Với quy định thu hồi đất, giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số, các đại biểu Quốc hội đề nghị quy định theo hướng diện tích đất đã thu hồi sẽ được giao cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện xây dựng phương án quản lý, trong đó ưu tiên được dùng để tiếp tục giao đất, cho thuê đất cho cá nhân là người dân tộc thiểu số. Tin trong tỉnh Đồng Nai. Sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã có buổi gặp gỡ biểu dương thành tích vận động viên cầu lông Nguyễn Thủy Linh, Đoàn Thể thao Đồng Nai, người vừa đạt top 20 trên bảng xếp hạng Liên đoàn cầu lông thế giới. Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Xuân Hùng đến dự. Nguyễn Thủy Linh, sinh năm 1997, là tay vợt gốc Phú Thọ, hiện đang đầu quân cho đội tuyển cầu lông Đồng Nai. Trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình, tay vợt với biệt danh Hoa Khôi cầu lông này đã giành rất nhiều danh hiệu cao quý. Chỉ tính riêng trong năm 2023, tay vợt nữ số 1 Việt Nam đã giành được 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng tại các giải đấu quốc tế. Với những thành tích ấn tượng, từ đầu năm đến nay, Nguyễn Thùy Linh đã tăng 31 bậc trên bảng xếp hạng, từ vị trí 51 lên top 20 tay vợt nữ thế giới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cầu lông nữ Việt Nam có người góp mặt trong danh sách 20 tay vợt mạnh nhất thế giới. Chúc mừng thành tích ấn tượng của Nguyễn Thùy Linh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, đây là thành quả xứng đáng cho nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, quyết tâm của Nguyễn Thùy Linh, đồng thời ghi nhận những đóng góp của huấn luyện viên, gia đình và ngành văn hóa thể thao du lịch Đồng Nai. Bí thư Tỉnh ủy cũng động viên và đặt trọn niềm tin vào tay vợt nữ số 1 Việt Nam sẽ lọt top 15 tay vợt hàng đầu thế giới và tích đủ điểm đến với Olympic 2024. Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị ngành văn hóa thể thao du lịch Đồng Nai tiếp tục có những sự đầu tư bài bản, chất lượng để thể thao thành tích cao của Đồng Nai có những bước phát triển mạnh mẽ hơn. Tại buổi lễ, Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh đã trao thư khen vận động Nguyễn Thùy Linh. Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho vận động viên ưu tú này của Đồng Nai. Đồng Nai cần sớm hoàn thành đề án xây dựng trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tại sân bay Long Thành. Đây là đề nghị của đoàn công tác Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế tại buổi làm việc với Sở Y tế Đồng Nai và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đồng Nai về công tác phòng chống dịch bệnh và kiểm dịch y tế trên địa bàn tỉnh vào sáng nay. Theo báo cáo của CDC Đồng Nai, để chuẩn bị cho hoạt động kiểm dịch y tế tại sân bay Long Thành, CDC Đồng Nai đã tổ chức học tập kinh nghiệm tại hai cảng hàng không quốc tế trong nước là Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng. Đơn vị này đang xây dựng dự thảo đề án. Tuy nhiên, đến hiện tại, trụ sở kiểm dịch y tế quốc tế phục vụ sân bay Long Thành chưa được bố trí đất để xây dựng. Bên cạnh đó, nhân lực khoa kiểm dịch y tế của CDC Đồng Nai rất ít và cần phải có thời gian đào tạo. Hiện nay chúng tôi chưa có đất, chúng tôi đang vướng ở chỗ đó. Cái thứ hai nữa thì trong cái việc nhân lực hiện nay là chúng tôi chỉ có mấy 7-8 người mà làm bên kiểm dịch cảng thôi. Còn cái bộ phận mà trong cái dự đề án mà này thì nhân lực mà làm cho cái sân bay quốc tế Long Thành hiện nay chúng tôi cũng chưa có, và chúng tôi vừa rồi cũng đang đề xuất với sở là một cái phương án. Trước mắt thì chúng tôi dự kiến là sẽ rút khoảng được khoảng 30 người hoặc là điều động những cái người ở các đơn vị khác để về chúng ta có khoảng ít nhất là 5-60 người. Đó, để chúng ta đề nghị là Cục Y tế Dự phòng phải tổ chức cho một cái lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ về kiểm dịch.
Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Cục Y tế Dự phòng cho rằng, việc xây dựng trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế đối với sân bay quốc tế có quy mô lớn như sân bay Long Thành là vấn đề quan trọng, có vai trò ngăn chặn dịch bệnh từ bên ngoài vào Việt Nam. Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tại sân bay, khi đi vào hoạt động, cần đến cả 100 nhân sự. Do đó, đoàn công tác đề nghị Sở Y tế Đồng Nai phải là đơn vị chủ trì xây dựng đề án và sớm hoàn thành đề án để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phải hoàn thiện đề án trong thời gian sớm nhất. Trong cái đề án đó phải thể hiện rất đầy đủ, tức là một cái tính cấp thiết, một tính quan trọng ấy của trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế của sân bay Long Thành. Bởi vì nó qua cái đại dịch Covid này, qua những cái sạc này, H5N1, H1N1, mục tiêu là gì? Đúng không ạ? Tức là giám sát đáp ứng phòng chống dịch bệnh, thực hiện điều lệ y tế quốc tế 2005 và ngăn chặn dịch bệnh từ ngoài lãnh thổ vào Việt Nam. Đấy, thì những cái đó các anh phải hoàn thiện đề án. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh, đoàn công tác lưu ý Đồng Nai cần kiểm soát dịch bệnh đậu mùa khỉ. Hiện nay cả nước đã ghi nhận hơn 50 ca mắc bệnh, trong đó hơn 90% bệnh nhân thuộc nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam. Hiện Đồng Nai cũng đã ghi nhận 2 trường hợp mắc đậu mùa khỉ. Nếu không kiểm soát trong cộng đồng, nhất là nhóm MSM, thì dịch bệnh này sẽ nguy cơ lan rộng. Đối với phòng chống bệnh sốt xuất huyết, quan trọng là vấn đề dự phòng, vệ sinh môi trường, cần đi từng ngõ, gõ từng nhà để phòng chống dịch. Liên quan đến y tế, thưa quý vị, số lượng ung thư của Việt Nam mỗi năm ghi nhận trên 182.000 ca mắc mới, với tỷ lệ tử vong đáng lo ngại. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo ung thư kỷ nguyên mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư do Bệnh viện Ca tổ chức diễn ra trong 2 ngày, hôm qua và hôm nay tại Hà Nội. Theo các chuyên gia, số ca mắc mới ung thư tại Việt Nam đang gia tăng mỗi năm, với tỷ lệ tử vong do ung thư hiện nay lên 122.000 ca mỗi năm, trên 350.000 bệnh nhân đang chung sống với căn bệnh này. Đặc biệt tỷ lệ trẻ hóa cũng tăng lên. Đây vẫn là một gánh nặng với ngành y tế Việt Nam. Việc phòng bệnh và chẩn đoán sớm ung thư vẫn là mục tiêu hàng đầu hiện nay. Với hơn 200 loại bệnh ung thư, 60% trong số này có thể khỏi bệnh bằng phương pháp phẫu thuật nếu được chẩn đoán sớm. Không chỉ vậy, tại Việt Nam đã ứng dụng thành công phẫu thuật nội soi robot điều trị triệt căn các bệnh ung thư dạ dày, phổi, đại trực tràng, v.v. Đối với hóa chất, tức là điều trị toàn thân, thì kỷ nguyên mới nó cũng mở ra trong một cái trang về điều trị đích, và thứ hai là điều trị miễn dịch. Có thể nói đây là một trong những cái hướng hết sức có nhiều triển vọng và hứa hẹn, đặc biệt là trong việc điều trị miễn dịch. Bên cạnh đó thì duy trì nâng cao dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư, chăm sóc về mặt tâm thần, tâm lý cho bệnh nhân ung thư cũng hết sức quan trọng. Bệnh viện Ca cũng là cơ sở đang quản lý trên 40 thử nghiệm lâm sàng đa quốc gia ở pha 2, pha 3, đồng thời cũng là cơ sở đầu tiên tại Việt Nam được cho phép triển khai thử nghiệm lâm sàng pha 1 trong điều trị bệnh ung thư. Khi mà chúng ta được chấp nhận ở pha 1 thì chứng tỏ rằng là các cái trung tâm ung thư, các cái viện ung thư trên thế giới đã tin tưởng chúng ta để cho chúng ta tham gia vào nghiên cứu những cái pha 1, bởi vì là họ chọn tuyển rất là khắt khe và cái quá trình nghiên cứu là họ kiểm duyệt rất là chặt chẽ để đưa ra một thuốc mới. Và khi mà bệnh nhân không còn cơ hội nào khác thì người ta cũng còn cái tia hy vọng, và với một cái thuốc mới này người ta đã thử nghiệm ở cái pha khác rồi thì ở cái pha trên người nó sẽ có thể có cái tác dụng nhất định. Hiện ung thư vẫn là gánh nặng bệnh tật rất lớn, ảnh hưởng nguồn lực lao động xã hội và sự phát triển kinh tế đất nước. Sáng nay tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ban truyền hình Tiếng Dân Tộc VTV5, Đài truyền hình Việt Nam tổ chức hội nghị phối hợp sản xuất chương trình giữa VTV5 với các đài phát thanh truyền hình khu vực Nam Bộ. Trong những năm qua, sự phối hợp sản xuất chương trình Tiếng Dân Tộc giữa Đài truyền hình Việt Nam với các đài phát thanh truyền hình khu vực Nam Bộ đã được tăng cường. Các tin bài gửi về VTV5 ngày càng nâng cao về chất lượng, tăng về số lượng. Lãnh đạo các đài cũng đã trao đổi về chủ trương cơ chế phối hợp, bản quyền khi phát sóng trên hạ tần số. Đồng thời, lãnh đạo các đài cũng đặt vấn đề về việc đặt hàng, đề tài từ VTV5. Cơ chế phối hợp không chỉ với VTV5 mà còn là giữa các đài phát thanh truyền hình. Thì trách nhiệm chúng tôi giao, là ban giám đốc cũng giao cho phòng thời sự, là những cái tin bài mà mang tính thời sự về cái cuộc sống, về cái hơi thở của đồng bào các dân tộc thiểu số
thì phải có trách nhiệm chuyển cho VTV5. Tuy nhiên qua quá trình công tác thì chúng tôi cũng thấy nổi lên một số cái mà hạn chế mà chúng ta cũng nên phối hợp để mà chúng ta khắc phục làm tốt hơn trong cái thời gian tới. Chúng tôi cho rằng đó là một cái cơ hội để Đài Bà Rịa Vũng Tàu quảng bá thông tin hình ảnh của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lên kênh sóng của truyền hình quốc gia, và đồng thời thì trong quá trình cộng tác thì chúng tôi cũng học hỏi được rất là nhiều về kinh nghiệm tổ chức sản xuất cũng như là biên tập các cái chương trình phát thanh truyền hình. Tại hội nghị, nhà báo Lê Hồng Minh, Phó trưởng ban truyền hình tiếng dân tộc đã thông tin thêm về các chương trình tin tức chính luận trên VTV5. Trong đó đáng chú ý là bản tin thời sự với các tin tức về đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các sự kiện liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo. Nhà báo Lê Hồng Minh nhấn mạnh, truyền hình tiếng dân tộc là kênh thông tin hữu ích, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với đồng bào dân tộc, nêu gương những điển hình tiên tiến là người dân tộc thiểu số. Vì vậy, VTV5 rất cần sự phối hợp của các địa phương trong việc sản xuất bản tin thời sự, cũng như các chuyên mục của VTV5. Thông qua sự phối hợp nhằm từng bước làm phong phú về nội dung chương trình, đa dạng hình thức, hướng tới nâng cao hơn nữa chất lượng chương trình phát sóng, không chỉ trên VTV5 mà còn ở các đài phát thanh truyền hình trong khu vực. Chương trình tiếp tục với các thông tin kinh tế đời sống đáng chú ý. Cán cân thương mại của Việt Nam tháng 10/2023 tiếp tục thặng dư 3 tỷ đô la Mỹ, nâng tổng xuất siêu 10 tháng đạt hơn 24,6 tỷ đô la Mỹ, cao nhất 5 năm. Cán cân thương mại của Việt Nam tháng thứ 10 tiếp tục thặng dư 3 tỷ đô la Mỹ, nâng tổng xuất siêu 10 tháng đạt hơn 24,6 tỷ đô la Mỹ, cao nhất 5 năm. Dữ liệu này được Bộ Công Thương cho biết tại báo cáo sản xuất công nghiệp thương mại tháng 10 với mức trên 24,6 tỷ đô la Mỹ. Xuất siêu 10 tháng đầu năm nay tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất siêu góp phần ổn định vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế và hỗ trợ cán cân thanh toán quốc tế. Về thị trường Trung Quốc, vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất sang Việt Nam, gần 90 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đã lên 653 đô la Mỹ một tấn, cao nhất 15 năm và đắt hơn gạo Thái Lan 93 đô la Mỹ. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đang cao hơn mức đỉnh của đợt sốt giá hồi tháng 8 năm nay và bỏ xa các đối thủ như Thái Lan, Pakistan, lần lượt là 93 đô la Mỹ và 90 đô la Mỹ mỗi tấn. Gạo tấm 25% của Việt Nam cũng đang giao dịch ở mức 638 đô la Mỹ một tấn, cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan và Pakistan. Bên cạnh đó, giá lúa gạo trong nước cũng tiếp tục lên cao kỷ lục. Vâng, thưa quý vị, như chương trình thời sự tối qua đã đề cập, dự án đường ven sông Đồng Nai ở phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa đã khởi công gần 2 năm và người dân đã bàn giao đất hơn 1 năm, nhưng đến nay vẫn còn 121 hộ vẫn chưa được bàn giao đất tái định cư để xây nhà và tạo dựng cuộc sống mới. Trong khi đó, luật đất đai quy định việc thu hồi đất chỉ được thực hiện khi phương án bồi thường hỗ trợ được phê duyệt. Trường hợp thu hồi đất mà phải bố trí tái định cư thì phải hoàn thành nhà ở hoặc hạ tầng tái định cư mới thu hồi đất. Tuy nhiên, dự án đường ven sông Đồng Nai lại xảy ra tình trạng tái định cư đi sau thu hồi đất, làm ảnh hưởng quyền lợi người dân cũng như công tác giải phóng mặt bằng, thi công dự án. Rất nhiều đoạn tại công trường thi công dự án đường ven sông Đồng Nai ở phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa đang thi công nhưng phải trở lại như thế này. Đơn vị thi công cho biết đây là hình thức thi công ra beo và cũng là tình huống khó làm việc nhất. Gần 2 năm nay, các công nhân thi công tại đây chỉ làm việc cầm chừng. Trong khi đó, nhân lực, thiết bị vân vân vẫn phải chi trả đủ chi phí mỗi tháng. Hiện tiến độ toàn dự án đường ven sông Đồng Nai chỉ đạt khoảng 50% và đang bị nhận định là rất chậm. Cái mặt bằng thì bên nhà thầu chúng tôi không có đảm bảo được đúng cái tiến độ cũng như mà để đề ra với chủ tư. Chỉ thi công cái đúng cái phạm vi mà chủ tư đã bàn giao thôi, thì cũng rất mong cái chủ tư cùng cơ quan ngành bàn giao bằng thôi. Để nhà thầu chúng tôi hạn chế thấp nhất cái chi phí. Tại buổi giải trình với Hội đồng Nhân dân tỉnh vào mới đây, thành phố Biên Hòa cũng cho biết dự án đường ven sông Đồng Nai có 274 trên 545 hộ gia đình thuộc diện giải tỏa trắng.
đến nay thành phố Biên Hòa đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 514 hộ và 12 tổ chức với kinh phí khoảng 759 tỷ đồng, chi trả cho 462 hộ dân và tổ chức với số tiền khoảng 650 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 85,6%. Hiện thành phố Biên Hòa đã giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công được hơn 4 km, đạt 78%. Thành phố Biên Hòa đang phấn đấu chậm nhất đầu năm 2024 sẽ giải quyết xong mặt bằng để thi công thuận lợi. Thì ban cũng đang tập trung triển khai thi công trên cái phần đã bàn giao mặt bằng rồi. Tuy nhiên phần còn lại thì chủ lực là có những cái vướng mắc của các hộ dân, đó là cần phải cấp đất để cho các hộ dân có đất tái định cư để bàn giao mặt bằng, đang còn nằm ở vướng ở chỗ phần đất tái định cư của thuộc của công ty cổ phần kinh doanh nhà Đồng Nai. Thì cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục kiến nghị Ủy ban tỉnh cùng với các sở ngành để cố gắng tháo gỡ khó khăn vướng mắc của cái phần đất của bên công ty kinh doanh nhà để sớm bàn giao cho thành phố Biên Hòa, trung tâm phát triển của đất cũng như ban quản lý dự án để có cái mặt bằng triển khai hoàn thành. Đường ven sông Đồng Nai là dự án tạo sự thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho khu vực phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa và các xã vùng ven của huyện Vĩnh Cửu. Thành phố Biên Hòa cũng kỳ vọng khi hình thành đường ven sông Đồng Nai sẽ chia sẻ giao thông cho khu vực nội ô và góp phần phát triển đô thị. Do đó đẩy nhanh giải phóng, giải quyết các chế độ cho người dân để tạo sự đồng thuận nhằm giúp dự án mong chóng về đích hiện là việc đang rất cần thực hiện cấp bách. Trên lĩnh vực giáo dục, thưa quý vị và các bạn, giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật là một trong những nhiệm vụ đã và đang được các trường triển khai nhiều năm qua. Công tác này nhằm đảm bảo tính công bằng, nhân văn cho tất cả các học sinh. Do đó, với nhiều thầy cô tham gia công tác giáo dục hòa nhập cho học sinh, nhiệm vụ này được thực hiện bằng cả trái tim, yêu thương và tâm huyết của một nhà giáo, ghi nhận của phóng viên thời sự. Nhiều năm liên tục được giao làm nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật, cô Trần Thị Thương, giáo viên chủ nhiệm lớp 5-1 trường tiểu học Phan Đình Phùng, thành phố Biên Hòa đã quen thuộc với công việc này. Năm học này, lớp cô có 2 học sinh khuyết tật. Hằng ngày ngoài việc đảm bảo kiến thức theo chương trình, cô Thương còn quan tâm giúp đỡ để các em có thể hòa nhập môi trường học tập cùng với các bạn. Mỗi học sinh khuyết tật có một đặc điểm riêng về sức khỏe cũng như năng lực tiếp thu bài, nên cô Thương luôn chọn giải pháp phù hợp với từng học sinh, chứ không áp dụng chung. Nhờ đó, việc giáo dục hòa nhập đã mang lại hiệu quả. Có một em bị khó khăn trong việc đi lại, thì cũng rất là thiệt thòi cho em đó, cho nên là em cũng động viên các bạn là cũng chia sẻ, cũng trao đổi, cũng chơi các bạn trong những cái giờ ra chơi. Còn một bạn thì cũng khuyết tật về trí tuệ, thì bạn ấy cũng hơi nóng tính một chút xíu. Em cũng giáo dục các học sinh là mình cũng nhường nhìn bạn và yêu thương, giúp đỡ bạn, chia sẻ cho bạn trong những cái lúc mà bạn cũng đôi khi bạn cũng hơi bộc phát cái sự nóng tính đó lên. Năm học 2023-2024, trường tiểu học Phan Đình Phùng có gần 50 học sinh khuyết tật ở cả 5 khối. Để đảm bảo hiệu quả đối với công tác giáo dục hòa nhập, đồng thời tạo cho các em được bình đẳng, có cơ hội phát triển, được chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập, nhà trường đã nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm đối với công tác này, và quan trọng hơn là tâm huyết, trách nhiệm của mỗi giáo viên khi tham gia công tác giáo dục hòa nhập. Đầu giờ thì tôi luôn đến sớm để rèn thêm cho bạn nhận diện những âm bạn chưa thuộc bằng cách là bạn viết bằng con hoặc là nhận diện ở trong sách báo. Trong quá trình học thì tôi luôn gọi bạn lên chỉ nhận diện các âm ở trên bảng, nhờ một bạn học sinh giỏi ngồi kế bên để giúp đỡ thêm cho bạn. Còn buổi tối ở nhà thì nhờ phụ huynh kèm thêm, có vấn đề nào đó thì tôi luôn luôn nhắn tin, trao đổi với phụ huynh hàng ngày. Chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước là để cho các em nó hòa nhập với cộng đồng. Do đó là nhà trường, bản thân tôi cũng họp để quán triệt anh em, các thầy cô để hiểu cái chính sách nhân văn đó. Và các thầy cô cũng cố gắng để tạo điều kiện tốt nhất cho các em hòa nhập. Mọi trẻ em dù khuyết tật nhưng vẫn có những năng lực nhất định. Do đó, việc tạo điều kiện cho các em tham gia các hoạt động và hòa nhập xã hội, tạo ý chí vươn lên trong khả năng của mỗi em là điều hết sức ý nghĩa và cần thiết. Tuy nhiên, thực tế hiện nay công tác này vẫn còn một số khó khăn như cơ sở vật chất còn thiếu thốn, gia đình chưa thực sự hợp tác với giáo viên trong công tác giáo dục hòa nhập, giáo viên chủ nhiệm không có thời gian dành riêng cho học sinh hòa nhập, v.v. Những tồn tại này cần khắc phục thì công tác giáo dục hòa nhập mới mang lại hiệu quả cao và trở thành điểm tựa cho các em học sinh khuyết tật.
Thưa quý vị khán giả, thời gian qua, công tác tuyên truyền, kiểm tra, truy quét tội phạm về ma túy của lực lượng công an vẫn xuyên suốt ngày đêm, nhưng vẫn khó kìm hãm loại tội phạm này. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tội phạm này gia tăng, nhưng quan trọng nhất để giảm loại tội phạm này vẫn là yếu tố giáo dục, gia đình, người thân, giúp cho các con em mình, người thân mình tránh xa ma túy. Phóng sự được thực hiện tại huyện Vĩnh Cửu. Đây là đối tượng Huỳnh Quốc Cường, 27 tuổi, ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, là con một trong gia đình có thu nhập ổn định. Dù vậy, Cường theo học được hết lớp 9 thì nghỉ học, lại được gia đình mở cho tiệm sửa xe máy, nhưng Cường lại không lo làm ăn mà nghe lời rủ rê của bạn bè nghiện ngập ma túy. Tôi chơi ma túy được một tháng mấy như này, trong một lần đang chuẩn bị mua về chuẩn bị sử dụng thì bị lực lượng công an nhà kiểm tra và bắt quả tang. Trước giờ là tiền sử dụng ma túy thì mình đi lấy tiền ở đâu? Dạ, tiền thuê xe. Thuê xe là ăn uống sao? Dạ, ăn uống có nhà. Nhà lo. Dạ. Vâng, thưa quý vị, đây là một trường hợp điển hình mà là con duy nhất trong một gia đình đã bị xử lý vì tội sử dụng trái phép chất ma túy. Đây cũng là một cái lời chuông cảnh báo cho các hộ gia đình cần phải quan tâm con cái mình nhiều hơn để tránh những cái trường hợp xảy ra như thế này. Công an huyện Vĩnh Cửu cho biết từ đầu năm đến nay, đơn vị này đã triệt phá, bắt giữ 56 vụ, 108 đối tượng về các hành vi tàng trữ, mua bán, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. So với cùng kỳ năm 2022, tăng 12 vụ, khởi tố điều tra 51 vụ, 100 bị can, đang xác minh 2 vụ, 5 đối tượng, thu giữ gần 4 ký heroin, trên 13 gram methamphetamine và gần 1 gram ketamine, trong đó tội tàng trữ trái phép chất ma túy là 11 vụ, 14 đối tượng. Đối với hiện nay thì trên địa bàn huyện thì chủ yếu là phát sinh về một số cái loại tội phạm, ví dụ như là về trộm cắp tài sản, cũng như là về cố ý gây thương tích trên địa bàn, và cũng như là về cái tội phạm ma túy trên địa bàn thì cũng diễn biến tương đối phức tạp. Thì trong thời gian tới thì công an huyện thì sẽ tiếp tục quán triệt đến các đội nghiệp vụ cũng như là công an các xã thị trấn, tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý tốt địa bàn, nắm chắc tình hình trong cái công tác đấu tranh và phòng ngừa nhằm giữ vững cái an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe của con người mà nó là tác nhân trực tiếp làm hủy hoại tương lai, hạnh phúc của người sử dụng. Chất gây nghiện nguy hiểm này không chỉ tấn công vào thanh niên mà nay đã và đang len lỏi xâm nhập trường học, nhắm tới thiếu niên. Chính vì vậy, để ngăn chặn vấn nạn này, toàn xã hội cùng nâng cao ý thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đặc biệt vẫn phải là các bậc phụ huynh cần quan tâm đến con em mình. Có như thế mới mong góp phần đẩy lùi vấn nạn ma túy, mang lại cuộc sống bình yên cho mọi người. Chiều nay, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thanh tra sở này đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Bưởi. Theo quyết định xử phạt, công ty này đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính như không thực hiện đúng quy trình bảo đảm an toàn giao thông theo quy định, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch không thực hiện đúng quy định về đón, trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện. Đơn vị này cũng không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định và vi phạm một số quy định khác. Theo quyết định, tổng tiền phạt là 91 triệu đồng. Hình thức phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Bưởi với thời hạn là 3 tháng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Bưởi là đơn vị vận tải khai thác các tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ. Chương trình thời sự tối nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.